Thưa sư, con được học trong vi diệu pháp. Khi mình ngồi thiền mà tâm mình phối hợp với tâm bất thiện, phóng dật tham sân hôn trầm, khi đó tâm mình đang là tâm bất thiện. Vậy đối với một người Phật tử sơ cơ như tụi con, khi mới ngồi rất dễ có tâm bất thiện, 80% là phóng dật tham vân vân, 20% là cố gắng thôi, thực sự là như vậy. Thế chúng con đi ngồi thiền có phải đang tạo bất thiện không? Nên quý vị sợ như thế. Xin thưa là quý vị nói là bây giờ quý vị ngồi thiền mà nó bị phóng dật á, là mình đang tâm bất thiện. Ủa vậy, như vậy khi quý vị không ngồi thiền nó là tâm thiện hả? Như vậy cái lúc mình không ngồi thiền á, cái tâm mình là tâm gì? Nếu như, xin nói nếu như lúc chúng ta không ngồi thiền ấy, mà tâm chúng ta là từ bi hỷ xả chánh niệm rồi trí tuệ rồi cung kính rồi nghĩ về giới, nghĩ về định, nghĩ về tuệ, nghĩ về Phật, nghĩ về pháp, nghĩ về tăng vân vân, thì khỏi hành thiền. Tức là nếu như khi chúng ta không ngồi thiền mà tâm chúng ta thuần thiện không á thì khỏi hành thiền cũng được. Nhưng cái vấn đề là không có như vậy. Nghĩa là dù chúng ta có ngồi thiền hay không ngồi thiền, tâm chúng ta vẫn xu hướng theo bất thiện là chính. Và việc ngồi thiền là việc huấn luyện để cho tâm của mình có xu hướng thiện. Cho nên không phải là chúng ta ngồi thiền là chúng ta đang tạo nghiệp bất thiện, mà chúng ta ngồi thiền là chúng ta đang tập cho tâm chúng ta không còn tạo nghiệp bất thiện nữa. Hơn nữa, xét về sự nặng nhẹ của nghiệp á, thì cái việc mà chúng ta ngồi ngủ gật khi ngồi thiền á, cái bất thiện đó nó là nhẹ. Cho nên á, là không phải lo lắng. Bởi vì á, Đức Thế Tôn đã nói như thế này nè, là này các tỷ kheo, Như Lai thấy một vị tỷ kheo ngồi ngủ gục trong rừng, Như Lai vẫn hoan hỷ hơn là một tỷ kheo đang sống ở đô thị. Bởi vì một vị tỷ kheo đang ngủ gục trong rừng thì Như Lai nghĩ rằng vị đó sau khi tỉnh ngủ sẽ tiếp tục chánh niệm. Còn vị tỷ kheo ở đô thị thì vị ấy sẽ đối mặt với rất nhiều vấn đề của đô thị. Cho nên cái chuyện mình ngủ gục á, thậm chí là ngủ gục thì nó cũng không có gì gọi là quá nghiêm trọng. Bởi vì nhớ dùm sư cái vế sau nha, chứ quý vị không nhớ vế sau, quý vị chỉ nhớ một câu ngủ gục không nghiêm trọng là thua. Nhớ dùm sư cái vế sau, nhấn mạnh. Bởi vì chúng ta sẽ nỗ lực hành thiền để dần khắc phục được điều đó.